Chào Thánh, cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay chúng ta được về nhà Chúa để chúng ta chuẩn bị ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa. Chúng ta biết ơn Chúa vì những gì Chúa ngài ban cho chúng ta. Bởi phước hạnh Chúa cho, chúng ta có thể làm nguồn phước cho muôn người. Nguyện xin Chúa ngài ban ơn để đi vào thờ phượng buổi sáng hôm nay, đem lại chúng ta những phước hạnh mà Chúa ngài định cho đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể ra về làm nguồn phước ở trong ơn của Chúa. Xin mời Hội Thánh ở trong thời giờ này, chúng ta cùng đứng lên và chúng ta dâng buổi nhóm ở trong tay của Chúa. Và tôi xin đọc lời Chúa ở trong Thi Thiên 24, kêu gọi chúng ta. Đất và muôn vật ở trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Vì Ngài đã lập đất ở trên các biển và đặt nó vững ở trên các nước lớn. Ai sẽ được lên núi của Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tai trong sạch và lòng thánh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Người ấy đã được phước từ nơi Đức Giê-hô-va và sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người. Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tức là những người tìm kiếm mặt của Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Sê-la. Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên, hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng, Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận. Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên, hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân, chính Ngài là vua vinh hiển. Cảm ơn Chúa. Vì thi thiên này nhắc cho chúng ta thuộc về Chúa. Đất và muôn vật ở trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa vì bởi ơn cứu rỗi của Đức Giê-xu, chúng ta đã được chuộc, được gọi trở về, để chúng ta được ở trong giao ước với Chúa, để chúng ta nhận phước hạnh từ nơi Chúa như Chúa ngài đã định từ thuở ban đầu. Hỗ trợ đời sống của chúng ta có thể được phước của Chúa và làm nguồn phước cho những người lân cận chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thuộc về Chúa, và khi chúng ta trở lại với Ngài thì mọi việc sẽ được phục hồi cho đời sống của chúng ta là như vậy. Cảm ơn Chúa. Như lời của tác giả của Thi Thiên 24 ở tại đây kêu gọi chúng ta trong thời giờ này, hỡi các cửa, hãy cất đầu lên, hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng, Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận. Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên, hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Nguyện xin Chúa ngài ban phước chúng ta cất đầu lên trong sự ngợi khen, chúng ta mở các cổng của sự đón nhận để Chúa có thể bước vào và ban phước trên đời sống của chúng ta trong ơn của Chúa. Cha kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì một buổi sáng tốt lành Chúa dành cho chúng con. Ở trong ngày thánh nhật mà Chúa ngài đã định để chúng con biệt riêng ra thánh, chúng con về nhà Chúa tại đây để chúng con thờ phượng Chúa, để chúng con dâng cho Chúa bông trái của môi miệng của chúng con trong sự tôn vinh ngài. Những tài vật quê lợi mà Chúa ngài đã ban phước trên tay của chúng con để làm nên, chúng con muốn lấy của cải của mình, tài chánh của mình, để chúng con tôn vinh Chúa ở trong phần 10, ở trong những phước hạnh mà Chúa ngài ban cho chúng con. Nguyện xin Chúa vui nhận và ban phước trên chúng con. Ý định của Chúa, thánh ý tốt lành của ngài cho ngày hôm nay như thế nào trong cuộc đời của chúng con, xin Chúa ban ơn để chúng con có thể bước vào và đón nhận một cách trọn vẹn. Nhân danh Chúa, trong thời giờ này ta cột trói tất cả những linh phá hoại, gây rối, gây chi phối tâm trí của những người quyết tâm về đây để thờ phượng Chúa đã thuộc về Ngài. Cho nên tất cả những ảnh hưởng bên ngoài công việc của các ngươi, ta cột trói và ném xa khỏi hội chúng ở trong thời giờ này, trong danh quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ. Là Chúa Giêsu,
Chúng con biết ơn Ngài vì khi chúng con nhân danh Chúa Giêsu Christ chúng con nhóm nhau lại, Chúa ở cùng, quyền năng của Chúa bày tỏ ra ở giữa chúng con. Trong ơn của Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con phó dâng buổi thờ phượng này trong ơn của Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên. Hãy các cửa đời đời hãy mở cao lên. Vua vinh hiển sẽ vào. Hãy cất tiếng ngợi khen Chúa trong thời giờ này trong ơn của Chúa. Hallelujah. Come down, Lord, like never before.
open door. We want you, Lord, like never before. Your I'm
Con tôi
hát hallelujah, hãy hát hallelujah, hãy hát hallelujah, sự chiến thắng của chiến công, hãy hát hallelujah, hãy hát hallelujah, hãy hát hallelujah, sự chiến thắng của chiến công.
thank you, Lord, that we get to gather this morning, Father, to join in, Father, with the angels to say, Hosanna, Hosanna, the King in the highest, Father. For your name is above every name, every sickness, disease, every brokenness, depression, Lord God. Your name breaks all things, Father. So as we declare this morning that your name is higher, Father, we believe that, God, for you are the one who's given us victory. You are the one who died on the cross for each and every one of us. And Father, this morning, Lord, we remember that, God, to say, thank you, Lord. We worship you. Thank you, thank you, thank you. In Jesus' name, amen. Amen, amen. Cảm ơn Chúa. Quý tôi tớ con gái của Chúa đang nhóm lại với chúng tôi online. Hôm nay Chủ nhật đầu tháng, chúng ta sẽ chuẩn bị dự tiệc thánh. Nên chị muốn, quý vị muốn dự tiệc thánh với chúng tôi, xin chuẩn bị bánh và chén và chúng ta sẽ cùng dự chung với nhau. Chúng tôi sẽ kể ơn Chúa, cầu nguyện Chúa thánh hóa luôn cả bánh và chén mà quý vị chuẩn bị ở tại nhà để có thể cùng dự với hội thánh. Nhất là các nhóm đang nhóm lại ở tại tư gia để nhóm lại với hội thánh. Chúa ngày ban phước trên anh chị em ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Tiệc thánh là phước hạnh mà Chúa Giêsu ngài đã chuyển từ lễ vừa qua trong Cựu Ước để chúng ta là con cái của Chúa ngày hôm nay bước vào trong Tân Ước, bước trong giao ước mới với Chúa Giêsu, chúng ta cũng có thể tiếp nối và hưởng được những phước hạnh đó. Trong ngày lễ vừa qua đầu tiên, chúng ta biết rằng một sự kiện đã xảy ra khi Pharaoh của xứ Ai Cập đã nhiều lần rút lời và không để cho dân sự của Chúa đi để đến núi Sinai và thờ phượng Chúa ở tại đó. Thì chúng ta thấy rằng Chúa ngài đã đưa cánh tay quyền năng của ngài và chính tai vạ đã xảy ra. Nhưng Pharaoh cho đi rồi rút lời, cho đi và rút lời. Lòng của Pharaoh trở nên cứng cỏi. Và Chúa ngài phải chuẩn bị một cái tai vạ thứ 10. Và ngài báo cho tuyển dân của Chúa trước. Đó là họ phải chuẩn bị một con chiên con giáp niên, không tỳ không vết. Và họ sẽ giết con chiên con đó. Chủ nhà lấy máu của nó nhúng vào trong chùm kinh giới và bôi ở trên cột và mài cửa của họ, để khi thiên sứ của sự chết, tức là tử thần đi ngang, sẽ không vào những nhà có dấu này, nhưng sẽ vượt qua. Cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu ngài đã đến và làm ứng nghiệm hình bóng này. Ngài chính là chiên con của Đức Chúa Trời đến để cất tội lỗi thế gian đi. Như chiên con giáp niên, tức là đủ cái sự trưởng thành, Chúa Giêsu bắt đầu thánh vụ của ngài năm ngày 30 tuổi. Chúa ngài sống một cuộc đời trọn vẹn, không tìm được một vết tích, một lỗi lầm nào từ nơi ngài. Nhưng ngài tình nguyện phó sự sống của mình để con dân của Chúa có thể được tha thứ, được cứu chuộc. Và Chúa Giêsu trong đêm ngài bị nộp, ngài đã chuyển bữa ăn vượt qua của Cựu Ước trở nên tiệc thánh mà chúng ta vâng lệnh Chúa, chúng ta giữ trong ngày hôm nay. Bởi ơn của Chúa, chúng ta thấy được và trân quý những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Tất cả những gì Chúa Giêsu đã trải qua, đã mang gánh, đã hứng chịu, thay thế cho chúng ta để chúng ta có thể tiến vào và nhận phước lành của Abraham, để chúng ta có thể được làm người nhà của Đức Chúa Trời, để chúng ta được ở trong giao ước đời đời với ngài, vì Chúa Giêsu đã ký với chính máu huyết của ngài. Bánh là hình bóng của thân thể của Chúa đã bị tan vỡ vì tội lỗi của chúng ta và vì những gì chúng ta cần. Chúa ngài đã báo trước rằng nhờ những lần đòn Chúa Giêsu gánh chịu mà chúng ta được lành bệnh.
Khi chúng ta phân biệt thân của Chúa thì chúng ta sẽ được chữa lành. Còn những người không phân biệt thân của Chúa thì sẽ chết sớm hơn thời kỳ mà đáng lý Chúa đã định cho. Chén nước nho là hình bóng của huyết của Chúa đã đổ ra. Và chúng ta đã từng nghiên cứu ở trong hội thánh ở tại đây, như các thầy tế lễ đã mang chậu huyết của con sinh tế đi phía sau bức màn vào nơi chi thánh, rải huyết của con sinh tế ở trên bàn thờ, ở trên rương giao ước, ở trên nắp tri ân, bảy lần bảy chỗ khác nhau. Thì Chúa Giêsu Ngài cũng đã dâng chính huyết của Ngài bởi việc chịu đổ huyết bảy lần bảy chỗ khác nhau, bắt đầu từ rừng Gethsemane cho đến giây phút Chúa Giêsu hứng chịu mũi giáo đâm xuyên suốt tim của Ngài, để tất cả những gì đã mất vì tội lỗi của loài người, của tổ phụ của loài người đã được phục hồi trong ơn của Chúa. Ngợi khen Chúa. Nên trong thời gian này, anh chị em chúng ta chuẩn bị tấm lòng của mình để chúng ta nhận bánh và chén, và xin ơn của Chúa cho chúng ta có sự phục hồi của sức khỏe, của đời sống của chúng ta, và ơn quyền của Ngài để chúng ta ra đi và làm chứng và nói về sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng đứng lên trong thời giờ này và chúng ta chuẩn bị. Chúa giấu chúng con cảm ơn Ngài vì tất cả những gì Chúa Ngài đã làm cho chúng con. Chúng con chuẩn bị nhận tiệc thánh. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước để bánh và chén ở tại đây, cũng như tại tư gia, ở tại các điểm nhóm anh chị em của chúng con đang chuẩn bị. Xin Chúa Thánh Quán và ban ơn quyền của Ngài như Chúa Ngài đã định khi chúng con dự tiệc thánh này. Chúng con chúc tụng Chúa, ngợi khen Ngài vì món quà của sự sống đời đời mà Chúa ban cho chúng con. Không phải là một món quà miễn phí rẻ tiền, nhưng bởi ân điển và lòng thương xót lớn lao của Chúa, Ngài đã nếm trải qua tất cả để chúng con có thể nhận được qua sự ban cho của Ngài. Chúng con biết ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì thân và huyết của Chúa. Thân đã bị tan nát để chúng con được lành lặn. Huyết của Chúa đã đổ ra để chúng con được phục hồi. Chúng con biết ơn Ngài. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước cho mỗi tấm lòng của chúng con khi đón nhận, để chúng con cũng đón nhận tất cả những phúc lợi cặp theo với thân và huyết của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúc tụng Ngài về chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Khi đang ăn, Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn, đoạn bẻ ra trao cho các môn đồ và phán rằng: hãy lấy, này là thân thể ta. Xin Chúa ban phước cho chúng ta trong thời gian này để chúng ta nhận bánh là biểu tượng của thân của Chúa. Ngay trong thời gian này, xin chúng ta cùng nhận. Ngài lại cầm chén tạ ơn rồi trao cho các môn đồ, ai nấy đều uống. Ngài phán rằng: này là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người. Cảm ơn Chúa. Chúng ta dùng chén với lòng biết ơn Chúa vì huyết của Chúa đã đổ ra để chúng ta được phục hồi trong ơn của Chúa. Xin Chúa tiếp tục ban ơn, dẫn dắt chúng con để mỗi người trong chúng con vâng theo mạng lệnh vĩ đại. Chúng con rao truyền sự chết của Chúa cho tất cả mọi người mà Chúa cho chúng con được tiếp xúc. Từ nay cho đến lúc Ngài đến, chúng con ngợi khen Ngài.
Cảm ơn Chúa. Chúng con đón nhận phúc lợi của thân và quý của Chúa trong thời gian này, đem lại sự tươi mới, phục hồi, ban phước trên đời sống của chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, xin mời hội thánh an toàn. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được về nhà Chúa để chúng ta thờ phượng Chúa. Chúng ta đã dâng cho Chúa bông trái của môi miệng của chúng ta là sự tôn vinh Ngài. Bây giờ chúng ta dâng cho Chúa bông trái của tay của chúng ta, của đất ruộng mà Chúa nghe ban cho chúng ta khi chúng ta trồng trọt và thu hoạch. Hồi xin Chúa nghe ban ơn để chúng ta có thể tiếp tục nhận được ơn của Chúa, được nới rộng ở trong ơn của Ngài, để chúng ta sẽ tiếp tục trong quyết tâm yểm trợ công việc nhà Chúa, gieo những cái của ân tình và ban phước được Chúa Ngài sử dụng để làm nguồn phước cho nhiều cuộc đời, cho những người thiếu thốn, mà Chúa Ngài cho chúng ta được tiếp xúc và hội thánh của Chúa có cơ hội để chúng ta có thể phục vụ. Anh chị em có thể dâng hiến trong các cách khác nhau ở tại đây, để chúng ta nhận tiền dâng trực tiếp khi ban thờ phượng đến nhận. Và xin các con cái của Chúa nhóm lại online muốn dự phần vào trong công việc, xin trở vào trang web của vbchouston.com và chúng ta bấm vào ở trong nút dâng hiến online give, thì chúng ta có thể dùng PayPal để chúng ta có thể thực hiện công việc này. Chúng tôi biết rằng ngày hôm nay do cuộc sống cũng như cách sống của những người trẻ thì đây là cái cách tốt nhất để anh chị em có thể dự phần vào trong việc dâng hiến. Cho nên hội thánh mở cánh cửa này để chúng ta tiếp tục dự phần vào trong công việc nhà Chúa. Xin Chúa nghe ban ơn ở trong ơn của Chúa. Giờ đây xin hội thánh một lần nữa chúng ta cùng đứng lên. Các anh chị em ở xa xin cũng cùng đứng lên với chúng tôi, chúng ta dâng cho Chúa những tài vật này. Cha bên kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa. Ngài ban phước trên tay của chúng con, trên trí tuệ của chúng con, trên đời sống của chúng con. Ngài cũng ban phước trên những gì chúng con trồng trọt để chúng con có thể thu hoạch. Biết ơn Ngài. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước trên những lễ vật này, những tài vật mà chúng con mang về đây để dâng cho Chúa. Chúng con dâng với lòng biết ơn, dâng với sự vâng lời, và chúng con lấy của cải của mình, quê lợi của chúng con mà chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con dâng lên cho Chúa những điều tốt nhất, vì Chúa đáng nhận những điều tốt nhất mà thôi. Xin Chúa nhận và ban phước lại trên hết thảy chúng con. Để bởi sự dâng hiến này, Chúa nhận quyền pháp lý để gìn giữ bảo vệ chúng con khỏi kẻ cắn phá, và có cớ để ban phước trên chúng con, có sự khôn ngoan để quản lý chính phần còn lại, và được ơn trước mặt Ngài để chúng con lại cứ gia tăng càng hơn, sống đúng theo ý định của Chúa Ngài dựng nên chúng con để được nhiều hơn. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin ban phước trên hết thảy chúng con ở trong thời giờ này, khi chúng con dâng thời giờ để chúng con học hỏi lời Chúa nữa, chúng con ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin hội thánh an toàn. Trong lúc ban thờ phượng đến nhận tiền dân, chúng ta sẽ có một số thông báo. Good morning, church. Good morning. Wow, that was so good. Good morning. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Sáng hôm nay chúng ta có rất là nhiều thông báo để biết và sinh hoạt. Trước hết, cho những gia đình có con em nhỏ từ 1 đến 12 tuổi đến thờ phượng với chúng ta hôm nay, hội thánh có một vụ VBC Kids cho các em đang diễn ra tại CLC, là tòa nhà bên trái của quý vị. Mời quý phụ huynh cho các em qua CLC để thờ phượng Chúa. Cho các em ở lứa tuổi thiếu niên, hội thánh có một vụ VBC Youth với một sư Sam. Các em có thể gặp ở tại phòng học ngay phía trước tiền sảnh.
Thông báo thứ nhì là nếu quý ông bà anh chị em đã đăng ký cho Đại hội Phục Hưng, Ban Ghi Danh đã chuẩn bị những registration packets cho quý vị. Con có bỏ vô Google mà translate registration packet thì không có really translate tốt, thành ra xin nói tiếng Anh là registration packets. Trong đó gồm có thẻ tên, tập thông tin của đại hội mà chúng ta có thể dùng để ghi chép notes từ bài giảng, vân vân. Xin quý ông bà anh chị em vui lòng đến đến bàn thông tin để nhận registration packet sau giờ nhóm hôm nay. Và cảm ơn Chúa, chúng ta đã hoàn thành 21 ngày kiêng ăn cầu nguyện để chuẩn bị tấm lòng của chúng ta cho Đại hội Phục Hưng. Amen. Chúng tôi cầu nguyện và tin rằng Chúa đã ban phước cho quý ông bà anh chị em trong 21 ngày vừa qua. Trưa nay, Hội Thánh mời ông bà anh chị em ở lại sau giờ nhóm để ăn trưa và thông công. Cảm ơn Chúa. Ăn trưa và thông công ở tại CLC. Cảm ơn Chúa. Và sau giờ ăn trưa, ban altar call là ban đỡ người, ban altar call sẽ họp trong connection room là phòng họp ngay phía trước tiền sảnh. Nếu quý ông bà anh chị em sẽ phục vụ trong ban altar call cho Đại hội Phục Hưng, xin vui lòng gặp tại connection room lúc 2 giờ 15. Thông báo cuối cùng, Chủ nhật tuần tới là ngày Pastor Appreciation Day. Sự trưởng thành của chúng ta trong Chúa phần lớn là kết quả của sự lãnh đạo, cầu nguyện và sự giảng dạy của các mục sư của chúng ta tại VBC Houston. Chúa thật đã ban phước cho chúng ta với quý mục sư của VBC Houston. Amen. 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 Chúng ta amen. 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 Cảm ơn mục sư. Tuần này, Hội Thánh khuyến khích ông, quý ông bà anh chị em tìm một số cách đơn giản để bày tỏ lòng biết ơn của quý vị đối với các mục sư. Chúng ta có thể viết vài lời trong thiệp. Các em có thể vẽ một bức tranh hoặc là một món quà nhỏ. Chủ nhật tuần tới, chúng ta trao những món quà này cho quý mục sư. Và Hội Thánh sẽ tổ chức bữa tiệc tri ân cho quý mục sư tại tiền sảnh sau giờ nhóm. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta tiếp tục thờ phượng qua lời Chúa. Kính mời mục sư Quỳnh Quốc Khánh. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài dành ban cho chúng ta. Chúng ta được dựng nên cho nhiều hơn. Cảm ơn Chúa vì sự đáp ứng của cả con cái của Chúa nhận biết được, học hỏi được và nhận biết ở trong đời sống của mình. Chúng tôi nghe nhiều cái lời làm chứng anh chị em được phước như thế nào khi nhận biết Chúa dựng nên chúng ta cho nhiều hơn những gì chúng ta đang có, đang kinh nghiệm. Cảm ơn Chúa. Vì trong Chúa không có cái điều gọi là quá sức của Chúa rồi hay là đã quá rồi. Nhưng mà chúng ta tin rằng Chúa vẫn còn rất nhiều điều Ngài muốn ban phước ở trên đời sống của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục và chúng ta xin Chúa Ngài ban phước trên chúng ta để chúng ta có thể học. Đề tài hôm nay là một đề tài mà nhiều người không dám nói. Nhưng bởi tình yêu thương và ân của Chúa cũng như sự kính sợ Chúa, tôi muốn chia sẻ để giúp đỡ cho anh chị em, hoặc cho đời sống của anh chị em sẽ kinh nghiệm được sự ban phước của Chúa theo mức độ mà Chúa Ngài đã định, để đời sống của anh chị em sẽ được mở rộng càng hơn ở trong ơn của Chúa. Nếu trong những ngày qua anh chị em thấy có những cánh cửa Chúa mở ra một cách rất đặc biệt, có những mẫu chuyện mà chúng ta nói với những người trong cùng một sở làm, thấy dường như Chúa Ngài đang nới rộng cái tầm ảnh hưởng của chúng ta. Đừng ngạc nhiên vì Hội Thánh trong những ngày qua chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em. Chúng tôi cầu nguyện rằng Chúa Ngài sẽ mở rộng bờ cõi của anh chị em như Gia-bê đã cầu xin. Vì Chúa Ngài ban phước trên chúng ta để chúng ta nở ra, để chúng ta phát triển ra, để chúng ta sống đúng với ý định mà Chúa Ngài đã định khi Ngài ban phước trên loài người chúng ta, ngay sau khi Chúa Ngài bày tỏ ý định của Ngài và dựng nên loài người chúng ta. Thì Chúa Ngài đã ban phước, hãy sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất. Nói đến một sự gia tăng như Chúa Ngài đã định. Vì Chúa muốn cuộc đời của chúng ta là chúng ta nhận biết được rằng Chúa là nguồn cung cấp. Và khi chúng ta đón nhận
Chúa có thể làm cho cuộc đời của chúng ta ảnh hưởng lan rộng ở trong ơn của Chúa. Tất cả những hội thánh, các phong trào truyền giáo được Chúa ngài ban phước và có ảnh hưởng đến cho cả thế giới đều bắt đầu với sự nhận biết này. Là Chúa xin ban ơn trên chúng con, sức dầu trên chúng con, xin thương xót chúng con để đường lối của Chúa được biết giữa các nước và sự cứu rỗi của ngài được đồn rao cho muôn dân. Tất cả những công ty của Cơ Đốc nhân phát triển trong mức độ mà chúng ta thấy rằng phải nói là kinh ngạc thì đều có chung một chiều hướng và một đường lối. Đó là xin Chúa ngài ban phước để có thể làm nguồn phước. Và họ thật sự đã có những kế hoạch để làm nguồn phước cho cộng đồng, cho xứ sở của họ. Chúa có những chìa khóa mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học. Đó là giao ước là cánh cửa đưa vào việc kinh doanh thành công. Cảm ơn Chúa. Xin đừng đi đến chỗ chúng ta bịt tai lại và nói rằng tôi giờ già rồi hay là tôi không có cơ sở kinh doanh, cho nên bài học này không có dính líu gì đến tôi, cho nên tôi sẽ bể ngoài tai và tôi sẽ ngủ gục. Anh chị em chờ. Vì định nghĩa của kinh doanh theo như Kinh Thánh không phải là rửa tiền, không phải là gian lận trong việc kiếm tiền bạc, mà kinh doanh là cống hiến một sự phục vụ. Không phải manh mún để kiếm tiền, mà là phục vụ nhu cầu của nhân loại và nhận được phần thưởng cho sự phục vụ của mình. Đó là kinh doanh theo như Kinh Thánh. Kinh doanh trên một mức độ cao nhất mà Chúa ngài cho chúng ta thấy, đó là làm lợi ra những gì mình có. Có thể chúng ta có một cái khả năng để nấu nướng, có khả năng về tài khéo của mình cho công việc gì đó, và mình đem cái khả năng đó mình cống hiến, mình phục vụ, và mình làm tốt đến độ người ta trả tiền, bởi vì mình làm lợi ra những gì Chúa ngài cho ở trong tay của mình. Cho nên anh chị em là những người nghĩ đến việc bước vào việc kinh doanh hay là mở rộng kinh doanh của mình, hãy bắt đầu bằng những câu hỏi: tôi có thể cống hiến cho nhân loại sự phục vụ nào? Tôi có thể cống hiến cho nhân loại sự phục vụ nào? Câu hỏi thứ hai: điều gì bạn có thể đóng góp cho cộng đồng thế giới, cho gia đình nhân loại? Hơn là tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? Nếu mục đích của kinh doanh của chúng ta là để kiếm được nhiều tiền để chúng ta cất giữ cho mình, thì chúng ta không khác hơn người giàu ngu dại mà Chúa Giê-xu đã dạy. Vì ông này thấy cái mùa thu hoạch của mình quá lớn. Ông không nghĩ đến, ồ có rất là nhiều người thiếu thốn, mình chia lúa thóc cho họ để họ có ăn. Không, ông muốn nới rộng cái vựa lẫm của mình để chứa cho được hết tất cả cái mùa thu hoạch đó. Rồi nói với chính linh hồn của mình: linh hồn ơi, hãy hưởng phước. Nhưng Đức Chúa Trời lên tiếng, Chúa nói: nếu hôm nay linh hồn của ngươi được đổi lại, hôm nay linh hồn của ngươi sẽ được đổi lại, thì những của cải này nó ra sao? Nó dành cho ai? Cho nên chị em là con gái của Chúa, khi chúng ta có một mục tiêu rõ ràng trong đời sống của chúng ta mà nó xứng hiệp với nền kinh tế của vương quốc Đức Chúa Trời, đó là có một Đức Chúa Trời giàu có, tất cả những sự giàu có của thế gian này, như Thi Thiên 24 nói, và mọi người ở trong thế gian này đều nằm ở trong tay của Chúa. Đấng đó muốn tìm thấy những con người mà ngài biết rằng họ sẽ là những ống dẫn tốt. Ngài sẽ đổ những tài nguyên này vào để họ có thể làm lợi ra. Vì phước của Chúa ngài đổ xuống thì ngài muốn chúng ta
nhân bội lên. Chúng ta còn nhớ câu chuyện của các ta lân mà Chúa Giê-xu đã dạy. Chủ giao cho các đầy tớ, ở trong câu chuyện này có 3 đầy tớ, mỗi người có những số lượng ta lân khác nhau tùy theo khả năng của họ. 5, 2 và 1. Rồi chủ đi xa, báo cho họ biết rằng khi chủ trở về thì họ phải báo cáo họ đã làm gì với những điều chủ đã giao trong tay của mình. Anh chị em cũng vậy ở trong đời sống của chúng ta. Chúa muốn chúng ta làm lợi ra những gì Chúa giao trong tay của chúng ta, được gọi là kinh doanh. Theo nhẫn dụ của Đức Chúa Giê-xu thì Chúa nghe bảo rằng hãy dùng bạc này sanh lợi cho đến khi ta trở về. Trong bản tiếng Anh thì dùng hình ảnh đó là hãy lấy điều ta giao kinh doanh cho đến khi ta trở lại. Do business until I return. Như vậy, kinh doanh theo như Kinh Thánh là chúng ta quản lý tốt và làm lợi ra những gì Chúa đã ban cho chúng ta. Không nhất thiết chỉ là tiền bạc thôi. Khả năng, ân tứ, thì giờ, tài khéo mà Chúa ngài ban cho đời sống của chúng ta, hãy làm lợi nó ra, là chúng ta kinh doanh với những điều mà Chúa ngài ban cho. Khi chúng ta còn sống ở trên mặt đất này, nếu bạn đang còn sống ở trên mặt đất này, bạn có việc kinh doanh. Như Adam, chúng ta thấy ngay từ những giây phút đầu tiên, ông không có khách hàng. Nhưng mà lời của Chúa bảo cho chúng ta thấy rằng Chúa ngài giao cho ông việc kinh doanh. Việc kinh doanh của ông là chăm sóc khu vườn Ê-đen và làm cho nó được lợi ra. Cảm ơn Chúa. Vì phước hạnh mà Chúa ngài dành ban cho đời sống của chúng ta cũng giống như vậy. Luôn cả những bạn trẻ còn đang đi học, thì cái việc mình đi học cũng là việc kinh doanh. Hôm nay mình học để làm lợi ra kiến thức của mình cho công việc sau này. Khi chúng ta hiểu được nguyên tắc này thì từ mọi việc ở trong đời sống của chúng ta biết rằng Chúa ngài giao trong tay của chúng ta thì giờ và cơ hội để chúng ta đi học, hay là Chúa giao trong tay của chúng ta những cái khả năng để chúng ta có thể kinh doanh. Ngài giao trong tay của chúng ta tiền bạc để chúng ta quản lý, là Chúa ngài ban phước trên chúng ta và ngài đòi hỏi chúng ta sẽ tính sổ ở trước mặt Chúa khi ngài Chúa ngài trở lại. Và trong lúc chúng ta quản lý thì Chúa ngài ban phước trên đời sống của chúng ta một cách dư dật. Đó là phước hạnh mà chúng ta cần thấy trong đời sống của chúng ta. Vì thế kinh doanh là làm lợi ra. Nói cách khác, tất cả những gì mà chúng ta làm với mục đích làm lợi ra là kinh doanh mà Chúa ngài muốn ban phước trên đời sống của chúng ta. Cho nên tôi tin rằng dù bạn đang ở trong ngành nghề nào, hãy lắng nghe thật kỹ sứ điệp này, vì nó có chiều hướng có thể thay đổi đời sống của bạn, của anh chị, của quý vị. Và nó thay đổi luôn cả dòng họ của chúng ta trong những ngày sắp đến nếu Chúa chưa trở lại. Vì tầm cỡ của lẽ thật này khi được hiểu và áp dụng ở trong đời sống của chúng ta thì lịch sử cũng như đủ những cái tài liệu, dữ kiện để xác nhận cho chúng ta rằng luôn luôn đúng và luôn luôn có kết quả. Và tôi sẽ chứng minh một số những trường hợp để anh chị em có thể được khích lệ. Trở lại với chủ đề của chúng ta, Chúa dựng nên chúng ta để được nhiều hơn. Hãy nhìn điều đó cho công việc thương mại của chúng ta, cơ sở của chúng ta, đời sống của chúng ta, gia đình của chúng ta, mọi việc thuộc về chúng ta. Chúa sẽ mở rộng tương lai của đời sống của chúng ta khi chúng ta chịu áp dụng những nguyên tắc mà Chúa ngài đã định. Vì chúng ta là người của giao ước của Chúa, thì trong vương quốc của Đức Chúa Trời, ngài có những cái quy luật, ngài có những cái đường lối, ngài có những cái chính sách
để Ngài có thể làm cho nước giàu dân mạnh. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta quá tốt lành, Ngài không muốn hướng dẫn và cai trị một cái đất nước nghèo đói. Ngài khôn hơn là tất cả những con người có những cái chiến lược, chính sách để có thể làm giàu và thành công ở trong đời này. Cảm ơn Chúa, trong tay Chúa có tất cả những bí quyết để khiến cho chúng ta có thể được thành công. Xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan đủ để chúng ta có thể nắm bắt được những bí quyết này. Thứ nhất, chúng ta cùng suy nghĩ bí quyết của việc kinh doanh thành công. Chúng ta biết rằng tất cả mọi công ty kinh doanh tầm cỡ đều có bí quyết của việc kinh doanh của họ đã khiến cho họ thành công. Lập công ty thì ai cũng có thể lập được. Nhưng mà công ty thành công và phát triển lớn mạnh ra, có tầm cỡ lớn lao, thì chúng ta biết rằng họ phải có những cái bí quyết để mang lại sự thành công. Xin Chúa ban ơn để chúng ta sẽ thấy được điều đó. Và đây là một sự thật mà con cái của Chúa chúng ta cần. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Tất cả những bí quyết đó Chúa nắm ở trong tay của Ngài. Ngài có thể ban cho sự khôn ngoan để sẽ có một phát minh. Ngài ban cho sự khôn ngoan để có một cái lối, có một cái cách để quản lý cái hãng xưởng của mình, cái công ty của mình một cách tốt đẹp. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời khôn ngoan vô cùng. Ngợi khen Chúa. Xin nhắc lại anh chị em, chân lý đó là Chúa là chủ canh giữ mọi bí quyết của sự kinh doanh, gia đình, sức khỏe của chúng ta một cách thành công. Khi chúng ta biết đi ở trong lẽ thật này, chúng ta sẽ tránh khỏi những sự rủa xả trong việc chúng ta kinh doanh. Vì Dân Số Ký chương 23 câu 8 nói: kẻ mà Đức Chúa Trời không rủa xả, tôi sẽ rủa xả làm sao? Kẻ mà Đức Chúa Trời không giận mắng, tôi sẽ giận mắng làm sao? Chúa đã định vào ngày ban phước. Như tuần rồi chúng ta đã học Chúa ngày ban ơn trên, thì chúng ta thấy rằng Chúa Ngài sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng ta. Và vì Chúa Giê-xu Ngài đã trở nên rủa xả thay thế cho chúng ta, cho nên chúng ta không còn ở dưới sự rủa xả, nhưng mà chúng ta được tiến vào, được bước vào, vì ân điển của Chúa đã rải khắp ra ở trên dân ngoại, mà chúng ta là người thuộc về dân ngoại đó. Bây giờ chúng ta được làm người nhà của Chúa, hưởng cùng một phước lành mà Chúa Ngài đã công bố trên cuộc đời của tổ đức tin của chúng ta là Abraham. Thì ai làm phước cho chúng ta, làm ơn cho chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ ban ơn trên họ. Ai rủa xả chúng ta, chính Đức Chúa Trời sẽ rủa xả người đó, vì chúng ta là người nhà của Chúa và giao ước của Ngài. Cảm ơn Chúa. Kẻ mà Đức Chúa Trời không rủa xả, tôi sẽ rủa xả làm sao? Tính không ra, mà có rủa nó cũng không dính. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài đã ban phước thì chắc chắn sẽ được phước. Kẻ mà Đức Chúa Trời không giận mắng thì tôi sẽ giận mắng làm sao? Dù có tức quá nói là ngu, thì Chúa Ngài cũng nói ai gọi anh em mình là Raka, là ngu, thì đáng bị lửa của địa ngục thiêu đốt người đó. Chúa có những nguyên tắc. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẽ nhận được những nguyên tắc này, để đời sống của chúng ta, việc kinh doanh của chúng ta được lợi ra một cách lớn lao. Sự thật mà chúng ta cần phải nhìn nhận đó là có những việc chúng ta chịu khổ trong việc kinh doanh không phải do sự rủa xả của Chúa hay là của những phù thủy đã có những lời nguyền rủa trên cuộc đời chúng ta, mà là sự rủa xả của luật pháp, vì chúng ta đã vi phạm những cái luật của Chúa. Lời của Chúa trong Ma-la-chi chương 3 câu 6 đến câu 9 dạy như thế này: vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi. Bởi cớ đó các ngươi là con trai của Gia-cốp, tức là Israel đó, chẳng bị diệt vong. Nhưng mà Chúa đưa ra tội của họ tại đây: từ những ngày tổ phụ các ngươi, các ngươi đã xây bỏ luật lệ ta và không giữ theo. Hãy trở lại cùng ta thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi.
Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Nhưng các ngươi nói rằng bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại? Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm Chúa đó. Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dân. Và để ý đến chị em, câu số 9: Các ngươi bị rủa xả vì các ngươi thải cả nước đều ăn trộm ta. Đó là lời của Đức Giê-hô-va phán. Cả nước Israel ở dưới sự rủa xả vì tất cả đều ăn trộm Chúa. Chúa làm sao ban phước cho ăn trộm được? Ăn trộm ở đâu? Ở trong những của dân cho Chúa. Giao ước Chúa ký với Israel khi họ trung thành với Chúa, rằng Chúa Ngài sẽ bảo vệ, sẽ binh vực, sẽ tiếp trợ họ khỏi sự tấn công của lân bang cũng như khó khăn của thời tiết. Vì chúng ta biết cái xứ này, Israel chỉ là một cái thẻo đất rất nhỏ, trước là biển, sau là núi và sa mạc. Chỉ có một con sông chảy ra, chảy xuyên qua xứ của họ là sông Giô-đanh. Nếu không có Chúa bảo vệ binh vực, băng mưa phải thì họ không thể nào sống còn được. Họ dựa trên sự ban phước của Đức Chúa Trời. Dựa trên Chúa, Ngài ban mưa, ban sương móc xuống. Khi họ được Chúa Ngài ban phước, khi họ ở trong giao ước của Chúa. Trên Chúa Ngài đã hé mở và chấp nhận lời cầu nguyện của vua Salomon. Khi chúng con thấy xứ có tai vạ, có hạn hán, có đói kém, có những sâu mòn ăn thổ sản của chúng con, mà chúng con là dân sự của Chúa, như bằng dân sự của Chúa hạ mình xuống, bỏ con đường tà, tìm kiếm mặt Chúa, thì Chúa trên trời sẽ dù nghe, tha thứ tội cho và cứu xứ khỏi tai vạ. Chúng ta để ý, khi xứ có hạn hán là bởi vì Chúa Ngài không ban phước, không có mưa, không có sương móc xuống thì khô hạn là cái chắc. Thì cũng vậy đời sống của chúng ta anh chị em, nếu Chúa không ban phước, nếu tội lỗi và những điều chúng ta vi phạm quy luật của Chúa và bị luật của Chúa sửa phạt chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta không thể phát triển được. Nên Chúa Ngài muốn chúng ta nhớ đến những điều này. Và cho đến giây phút này tôi xin kêu gọi anh chị em một điều tại đây. Đừng bịt tai vì nói rồi, mục sư Khánh sắp sửa nói tiền bạc rồi, nói đến phần mười rồi. Tại vì ông muốn chúng ta dâng tiền nhiều hơn cho hội thánh. Đức Chúa Trời không thần tiền của anh chị em. Vì trước khi anh chị em sanh ra trong cuộc đời này, Đức Chúa Trời Ngài là đấng nắm giữ hết tất cả sự giàu có ở trên thế gian này. Nhưng hãy nghe với lòng, tôi muốn nói hết cả tâm lòng là yêu thương anh chị em. Vì không muốn anh chị em dậm chân tại chỗ và đi xuống, nhưng muốn anh chị em được tấn tới và đi lên trong ơn của Chúa. Cho nên Chúa gọi chúng ta là hãy trở lại với bí quyết thấy như thông thường. Nhưng nó là Ngài bảo hãy trở lại với giao ước của Ngài. Các ngươi trở lại cùng ta thì ta sẽ trở lại và phục hồi các ngươi. Giốp chương 22 câu 23 đến 25 nói: Nếu ông trở lại cùng đấng toàn năng, tất ông sẽ được lập lại. Nếu ông trừ bỏ sự gian ác khỏi trại của mình, ném bủ vật của mình vào trong bụi đất và quăng vàng Ophir giữa các hòn đá của khe, thì đấng toàn năng sẽ là bủ vật của ông, Ngài sẽ là bạc quý cho ông. Khi chúng ta làm theo những điều này, trở lại cùng Chúa và học sống một cách rời rộng rãi của cải của mình ra, thì chúng ta sẽ được một phần thưởng hết sức là lạ lùng tại đây, là đấng toàn năng sẽ là bủ vật của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ngài sẽ là bạc quý cho chúng ta. Cho nên nếu vì vô tình hay cố ý mà kinh doanh bên ngoài sự ban phước của Chúa, thì
Cho đến khi chúng ta trở lại với giao ước của Chúa, khó khăn cứ đi theo chúng ta. Tôi sống đủ để xác nhận bên trên nguyên tắc này và những điều mà chúng tôi quan sát. Như tôi đã chia sẻ với anh chị em, chúng tôi là đời thứ ba kể từ khi ông nội của tôi là một người cờ bạc chuyên nghiệp. Ông chơi hốt me rất là tài tình và đã thắng mỗi ngày. Mỗi buổi sáng có những người chèo thuyền cho ông bà nội của tôi lên chợ Vàm để đánh bạc. Bà đi theo để nấu ăn. Ông lên đứng ở tại giữa chợ để mua cái bàn và một đống hột me với một cái chén. Ông lấy tay và lấy cái chén úp ở trên cái đống hột me đó kéo ra. Ai đoán được có bao nhiêu hột me trong cái chén đó sẽ thắng. Ai đoán trật, ông thắng. Và họ đặt tiền cho cái số mà họ đoán. Nhưng một ngày kia tin lành của Chúa đã được các đệ tớ của Chúa trong chiến thuyền giảng tin lành đi theo dòng sông Cửu Long đến cái chợ Vàm đó, và họ đi lên họ giảng đạo của Chúa, thu hút đám đông. Những người gọi là thân chủ đánh bạc với ông nội của tôi không đến đánh bạc, cho nên ông biết họ đi đâu. Ông lần đi theo đám đông thì cuối cùng đứng và nghe tin lành của Chúa rao giảng và ông đã được cứu. Ông quyết định trở về bán những cái đất đai, những cái gì mà mình đã mua được bởi vì mình đã cờ bạc một cách gian lận với những người đến đánh bạc với mình ở tại chợ Vàm. Ông đi đến một cái quyết định dâng cuộc đời của mình cho Chúa. Thì ông ra lệnh rằng tất cả con và cháu của ông không một đứa nào cầm đến một lá bài để cờ bạc. Trên hãnh diện mà nói với anh chị em, cho đến giờ phút này đưa tôi bộ bài tôi không biết tên của nó là gì. Cảm ơn Chúa. Dốt về đánh bạc cũng là chuyện tốt hơn chứ mà. Amen. Đừng ai mắng tôi là cù lần không biết chơi đánh bạc. Nhưng mà vì đó là một cái di sản mà tôi cảm ơn Chúa vì ông ngoại, ông nội của tôi đã để lại. Một trong những điều mà Chúa ngày cũng ban phước để ông sớm nhận biết là cuộc đời của ông. Thì ông bà, ông nội, bà nội của tôi đã quyết định là dâng hiến những gì mình có cho công việc của Chúa. Đầu tiên là họ dâng một cái kho chứa của họ, sửa chữa lại làm cái ngôi nhà thờ đầu tiên ở tại chợ Vàm gần với thánh địa của Phật giáo Hòa Hảo. Rồi khi ông bà vì niềm tin của mình bị đạo Phật giáo Hòa Hảo bắt bớ, bắt cóc tống tiền và đuổi đi khỏi xứ, phải đổi tên và biệt xứ, ông bà phải lên ở tại Tân Châu để làm ăn, để lập nghiệp trở lại. Thì họ đã dâng căn nhà của họ tầng trên làm nơi nhóm lại của hội thánh Tân Châu. Những người con ở trong gia đình cũng được huấn luyện là đặt Chúa và công việc của vương quốc của Chúa đứng hàng đầu. Mặc dù ông bà hướng dẫn như vậy, nhưng mà tôi nhìn và thấy gia đình của các bác của tôi và ba mẹ của tôi thì thấy có một cái nguyên tắc ở đây. Những người nào sớm áp dụng những điều mà chúng ta đang học thì họ trở nên giàu có thịnh vượng nhanh. Còn những người khác mà chưa có đức tin để làm công việc này với nhiều lý do khác nhau thì vẫn là gặp những sự khó khăn, trồi sụp, thiếu thốn trong đời sống. Trong đó có ba mẹ của tôi. Trong khi các bác của tôi thì phát triển và công việc được Chúa nhà ban phước một cách rất là lớn lao. Ba mẹ của tôi thì ba của tôi đổ thừa nó tại con đông quá, mà dân một phần mười thì không đủ để chi tiêu. Con người không khôn hơn Đức Chúa Trời anh chị. Cho đến một ngày tôi nhớ một cái bước ngoặt ở trong gia đình. Khi ba của tôi được Chúa Ngài nhắc nhở thuyết phục, đã quyết định làm công việc là kể từ ngày hôm nay sẽ dâng phần mười và đóng cửa tiệm của mình để đi nhà thờ trong ngày Chủ Nhật. Những người lân cận bắt đầu họ bàn ra, họ nói cái này là chết. Đã làm ăn chưa có khấm khá mà đã làm cái quyết định này. Bán 7 ngày còn chưa đủ sống, bây giờ bỏ cái ngày Chủ Nhật để đi nhà thờ thì sẽ thiếu thốn.
Nhưng cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời, Ngài luôn luôn làm thành những điều Ngài hứa và những nguyên tắc của Ngài, lời của Ngài cho những ai có lòng kính sợ và áp dụng lời của Chúa. Tôi nhớ có những người khách hàng, họ thuật lại cho ba mẹ của tôi, họ nói rằng chúng tôi định đi ra bổ hàng chỗ cửa tiệm của ông bà, của anh chị. Nhưng mà biết là anh chị đóng cửa đi nhà thờ, nhưng thay vì đi đến những cửa tiệm khác, chúng tôi nói rằng mình chờ ngày mai mình trở lại. Vì những người mà họ có đạo và họ có một đời sống đạo đức như vậy thì mình làm ăn với họ không có bị họ gạt. Cho nên rút từ 7 ngày trở lại 6 ngày, mà ngày thứ 2 thì người ta đi ra và người ta mua nhiều hơn, cho nên lợi tức không tuột xuống mà còn gia tăng. Cảm ơn Chúa. Và khi bắt đầu dâng phần 10 thì Chúa bắt đầu ban phước ở trên đời sống. Và điều đó còn để lại một cái di sản cho đến ngày hôm nay. Đó là cửa tiệm Kim Hoàng của gia đình, cũng như là cửa tiệm Đồng Khánh. Thì có một cái bảng ở trên cửa tiệm đó để chữ là đóng cửa ngày Chủ nhật để đi nhà thờ, để đi thờ phượng. Đó có thể là một cái câu mà rất là quái, phải không anh chị em, đối với văn hóa và xã hội Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà những người đi đến làm ăn với gia đình của chúng tôi, kinh doanh với chúng tôi, nói rằng đây là những người đạo đức, đây là những người tốt. Cửa tiệm Kim Hoàng đắt khách hơn mà được Chúa nghe ban phước nhiều hơn. Nhờ khen Chúa. Tôi chia sẻ điều này để anh chị em được khích lệ. Tôi chia sẻ ở trong cái kinh nghiệm và những điều tôi quan sát và thấy được trong lời của Chúa, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và tí nữa tôi sẽ hướng dẫn, chỉ cho anh chị em thấy đã được áp dụng vào trong những công ty rất lớn ở tại nước Mỹ này và được đem lại với sự thành công rất là lớn. Cũng như trong cái ví dụ mà tôi vừa mới nói về gia đình của chúng ta. Để cho em thấy rằng Đức Chúa Trời không bao giờ sai, Kinh Thánh luôn luôn là chân lý và luôn hợp thời, cũng như là có thể ứng dụng được cho tất cả mọi nơi, mọi thời đại. Job là một cái nhà kinh doanh rất là thành công, có thể nói thành công nhất ở trong thời của ông. Tính về bày xúc bạc của ông và đủ mọi thứ mà Chúa cho trong tay của ông đó, thì chúng ta thấy rằng ông là người kinh doanh rất là thành công nhờ ông làm theo bí quyết của Chúa. Giớp chương 29 câu 4 câu 6 chép như thế này: chớ chi tôi được như lúc còn tráng kiện, khi tình thiết hữu của Đức Chúa Trời còn đói đến trại tôi, khi đấng toàn năng còn ở cùng tôi và các con cái tôi vây quanh tôi, lúc đó tôi rửa chân trong sữa và hòn đá phun suối dầu ra cho tôi. Cảm ơn Chúa. Sữa người ta không có uống, mà ông Giớp ông dùng để ông rửa chân. Nói đến cái sự ban phước của Chúa một cách lớn lao đến như vậy. Rồi chúng ta thấy đá là nó khô đến độ không có gì có thể ra được từ đá. Nhưng mà đá đó, hòn đá nó phun suối dầu ra cho ông. Trong cái bản tiếng Anh là phun dầu olive ra cho ông, mô tả một hình ảnh là Chúa Ngài ban phước đến độ những cái gì mà nó không thể nào có thể xuất hiện được từ những vật đó, như hòn đá đó, mà phước của Chúa vẫn có thể đổ ra từ đó. Những cái chỗ mà nó rằng không thể thì Đức Chúa Trời làm cho có thể, bởi vì Ngài ở cùng ông Lót, ông Giớp. Anh chị em yêu dấu của tôi, để ý đến, chớ chi tôi được như lúc còn tráng kiện. Ông muốn nói đến có một cái lúc khỏe, cũng như là đời sống của ông kinh nghiệm, khi tình thiết hữu của Đức Chúa Trời còn đói đến trại của tôi, khi đấng toàn năng còn ở cùng tôi. Nghĩa là ông Giớp có công nhận một điều, đó là ông đã bị trôi dạt. Nhớ khi chúng ta thấy cái khoảng cách của chúng ta với Chúa, trong mối liên hệ, trong sự cầu nguyện, trong những giờ chúng ta thờ phượng Chúa, thì biết một điều, Chúa luôn đứng đó vững vàng như một vần núi. Chúng ta bị trôi, chúng ta chọn sống cách xa Chúa, chúng ta chọn những cái phương án, chúng ta nghĩ rằng mình làm những cái điều này sẽ làm cho đời sống của mình tốt hơn.
Anh chị em nhớ một điều, chúng ta kế hoạch mà bỏ Chúa ra ngoài, chúng ta sẽ gặt lấy thất bại. Nhất là con cái của Chúa, chúng ta là người của giao ước. Và trong cái giao ước này, cái người mà bỏ vốn vô nhiều nhất là Đức Chúa Trời. Chúng ta không có gì hết đó. Nhưng mà Ngài đem tất cả những gì Ngài có, Ngài bỏ vào trong giao ước này, và Ngài nói rằng của ta là của con. Như người cha ở trong câu chuyện của đứa con hoang đàn đó, người con cả phân bua và nói rằng con ở nhà, con chuyên cần làm công việc của cha, nhưng mà cha không cho con một con dê nhỏ nữa để ăn tiệc với bạn bè. Cha trả lời: con ơi, tất cả của cha là của con. Chính miệng Đức Chúa Giêsu dạy điều đó để chúng ta thấy, khi chúng ta được bước vào trong giao ước của Chúa, Ngài đầu tư tất cả vào trong. Ngài đã ban chúng ta chính con một của Ngài, Ngài há chẳng ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Đừng kinh doanh trong cái thái độ loại Chúa ra ngoài. Nhất là khi chúng ta kinh doanh không đúng theo ý Chúa, chúng ta lương lẹo đó, thì Chúa làm sao ở trong đó được? Chắc chắn là chúng ta sẽ gặt lấy cái hậu quả. Nhưng mà lời của Chúa dạy chúng ta tại đây, khi chúng ta trở lại với Ngài, Ngài sẽ trở lại với chúng ta, Ngài sẽ ban phước trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có muốn được Chúa Ngài ban phước đến độ đá nó cũng phun ra suối dầu cho chúng ta không? Cảm ơn Chúa. Có các anh em làm chứng lại với tôi, người ta gọi, người ta cho những cái thứ mà đối với họ đó là những cái cục sắt đổ bỏ. Mà anh em chúng ta mang về thì có người khác đến xin hỏi mua với một cái giá rất đắt. Ngợi anh chứ. Đá nó còn có thể tuôn đổ suối dầu ra cho ông Gióp, vì Đức Chúa Trời ở cùng ông. Thì Ngài cũng có thể ban phước trên đời sống chúng ta như vậy, vì chúng ta ở cùng một giao ước với Chúa. Cho nên chị em cần xếp đời sống của mình vào giao ước với Chúa, của Đức Chúa Trời, của giao ước. Thì những xung đột trong đời sống của chúng ta sẽ nhường chỗ cho bình an, phước hạnh. Chúa có quyền bảo vệ, dẫn dắt, ban phước trên đời sống của chúng ta. Một khi Chúa ban phước rồi, không ai rủa xả chúng ta được. Một khi Chúa làm ơn thì những cánh cửa sẽ mở ra cho chúng ta. Vì không do ai có sức mạnh của mình mà làm nên sự giàu có, nhưng chính Chúa Ngài ban phước cho chúng ta. Cho nên tôi được thuyết phục một cách sâu xa, đó là khi chúng ta kinh doanh trong sự ban phước của Chúa, nhất là trong thời điểm này, sẽ khiến anh chị em trở nên những người vượt trội hơn những người cùng trang lứa với mình. Cảm ơn Chúa. Mục tiêu của kinh doanh của chúng ta là gì? Nếu mục tiêu kinh doanh của chúng ta là chỉ thu góp và dồn chứa, thì như người giàu ngu dại, chúng ta sẽ một ngày nhắm mắt xuôi tay, khám phá rằng tất cả đều đã mất. Và Chúa không ban cho chúng ta, nền kinh tế của vương quốc Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta để chúng ta giữ riêng cho mình, chúng ta dồn chứa cho mình. Mà Chúa luôn luôn ban để chúng ta phân phối ra. Rồi Chúa Ngài lại châm đầy để chúng ta lại phân phối ra. Mà càng làm như vậy nó càng nở ra ở trong mức độ của sự ban phước của Chúa. Đó là đúng nghĩa của kinh doanh theo như Kinh Thánh. Cảm ơn Chúa. Ma-thi-ơ chương 6 câu 19 đến 20 dạy chúng ta: các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải trên trời, là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Ở đây Chúa bảo có hai chỗ để chúng ta có thể đầu tư. Nhưng mà làm sao để chúng ta có thể đầu tư nơi mà gọi là chứa của cải của mình ở trên trời được? Có công ty nào giúp cho chúng ta chuyển ngân lên đó không? Chuyển tiền nhanh, đem đến ở đây rồi đem gửi trên đó? Có. Trong nguyên tắc của Đức Chúa Trời, khi chúng ta cho người nghèo, khi chúng ta giúp đỡ cho những người xung quanh của chúng ta, khi chúng ta đầu tư vào, là chúng ta chuyển tiền nhanh lên thiên đàng, nơi không có sâu mối ten rét.
Khi tôi đọc một tài liệu về 6 thương gia cơ đốc thành công, thì tất cả đều có một cái điểm tương đồng, đó là họ kinh doanh theo bí quyết của giao ước. Họ cấp học bổng cho học sinh nghèo. Họ dâng hiến cho việc truyền giáo. Họ chăm sóc kẻ mồ côi, người quá bùa. Và đó là bí quyết khiến cho họ vượt trội. Cảm ơn Chúa. Làm cho họ vượt trội cao hơn những người đồng lứa với họ. Cho tôi chứng minh anh chị em, một trong 6 người doanh nhân thành công ở tại nước Mỹ này là ông Truett Cathy, người đã sáng lập ra tiệm bánh mì kẹp thịt gà gọi là Chick-fil-A. Ông là một người Baptist như chúng ta, Baptist Nam Phương. Ông bắt đầu công việc và rất là thành công. Mặc dù vậy, 51 năm trong cuộc đời của ông không bỏ một Chúa Nhật nào, vì ông đã trung tín dạy Kinh Thánh cho các em lớp 6 ở trong hội thánh của ông. Thành công đến mức độ trở nên triệu phú rồi, mà ông vẫn trung tín đi đến nhà thờ dạy Kinh Thánh cho các em lớp 6. Vì ông hiểu kinh doanh theo như ý của Chúa, là Chúa cho ông có sự hiểu biết về Kinh Thánh, ông làm lợi ra trên cuộc đời của các em này. Cảm ơn Chúa. Niềm tin của ông ảnh hưởng đến đường lối hoạt động của công ty của ông. Và đây là những điều mà chúng ta có thể được khích lệ. Cái tuyên bố chính thức của công ty về mục đích kinh doanh nói rằng doanh nghiệp của Chick-fil-A tồn tại để tôn vinh Chúa bằng cách trở thành người quản lý trung thành của tất cả những gì được giao phó cho chúng tôi, và có ảnh hưởng tích cực đến tất cả những ai tiếp xúc với Chick-fil-A. Đường lối của một công ty, một doanh nghiệp, nhưng mà mục đích biết rõ ràng là để tôn vinh Chúa. Bằng cách nào? Bằng cách trở thành người quản lý trung thành của tất cả những gì được giao phó cho họ. Cảm ơn Chúa. Anh chị em thấy không, ảnh hưởng của niềm tin của ông nó lan vào, nó thấm vào ở trong cái cách ông kinh doanh. Có phải Chúa ngài cứu chúng ta và muốn đời sống chúng ta tôn vinh Chúa không? Nếu cả cuộc đời của chúng ta được Chúa ngài cứu về để chúng ta tôn vinh Chúa, ngài dựng nên chúng ta để chúng ta tôn vinh Chúa, thì kinh doanh của chúng ta cũng không thể ngoại lệ được. Đây là chỗ thất bại của nhiều người. Đi nhà thờ này kia là thuộc về Chúa, nhưng mà khi con ra làm ăn đó, Chúa ở nhà thờ, Chúa đừng đi theo con về chỗ này đó. Cho con tự do để con có thể thao tác, con có thể thủ đoạn, con có thể lương lẹo. Đó lý do tại sao Chúa không ban phước được. Có thể được lợi ngay trước mắt, giàu có một chút. Theo như người Việt của chúng ta nói là tiểu phú thì do cần, nhưng mà đại phú do thiên. Đức Chúa Trời ngài ban phước thì mới là trở nên đại phú được. Quản lý trung thành tất cả những gì được giao phó cho chúng tôi và có ảnh hưởng tích cực trên tất cả những ai tiếp xúc với Chick-fil-A. Có ảnh hưởng tích cực trên tất cả mọi người. Sáng hôm nay tôi giảng bài giảng cho tiếng Anh, để tiếng Anh xong thì cháu Edison, con của anh chị Dũng Quỳnh, đến và nói: mục sư, con làm việc cho Chick-fil-A nè. Cái ngày mà họ cho đi vô để mà được huấn luyện đó, thì những điều mà mục sư nói là họ đã nhắc lại hết. Cho đến ngày hôm nay, bao nhiêu thế hệ của nhân viên đã được ảnh hưởng bởi tập đoàn này, chúng ta thấy rằng những nguyên tắc này vẫn còn được dạy dỗ và huấn luyện. Cảm ơn Chúa. Tập đoàn đầu tư mạnh mẽ vào các dịch vụ của cộng đồng, đặc biệt là cho trẻ em và thanh thiếu niên. Niềm tin của ông Cathy cũng là nguyên nhân tạo nên một đặc điểm nổi bật nhất đã khiến cho họ khác hơn đồng loại, đó là đóng cửa ngày Chủ nhật. Chúng ta nhớ 2 năm về trước có một cái kiện tụng rất là lớn, bởi vì sân bay, airport, họ
họ kiện Chick-fil-A, họ nói rằng anh giữ một cái chỗ ở trong phi trường này mà anh không mở cửa trong ngày Chủ nhật thì cái ngày Chủ nhật đó người ta lấy cái gì để ăn? Cho nên phải mở cửa ngày Chủ nhật, họ áp lực như vậy. Nhưng mà công ty đã trả lời, đây là phương châm của chúng tôi ngay từ đầu. Các anh nhận chúng tôi là các anh nhận đường lối của chúng tôi ngay từ đầu. Họ không mở cửa ngày Chủ nhật. Tại sao? Vì ông chủ này là con gái Chúa. Ông giữ ngày lễ làm nên ngày thánh. Ngày nghỉ làm nên ngày thánh. Cảm ơn Chúa. Khi người ta thắc mắc và đặt câu hỏi là tại sao đóng cửa vào trong ngày Chủ nhật thì họ trả lời như thế này: quyết định đóng cửa vào Chủ nhật của chúng tôi là cách chúng tôi tôn vinh Chúa và hướng sự chú ý của chúng tôi đến những thứ quan trọng hơn là việc kinh doanh của chúng tôi. Rồi nói cái điều này ý nghĩa lắm chị em. Nếu mất 7 ngày để kiếm sống bằng một cái nhà hàng thì chúng tôi nên chọn làm một công việc khác. Trong những năm qua, tôi chưa bao giờ dao động khỏi lập trường đó. Cho đến ngày hôm nay, ai muốn bỏ tiền đầu tư và mở một chi nhánh của Chick-fil-A đều phải chấp nhận một cái điều, đó là Chủ nhật đóng cửa. Khi hỏi tại sao đóng cửa ngày Chủ nhật, để nhân viên đi thờ phượng Chúa. Những ai biết Chúa đi thờ phượng Chúa, ai không biết Chúa thì được khuyến khích dành thời giờ cho gia đình của mình. Rồi ông sống với nguyên tắc được Chúa nghiệp ban phước. Ông nói rằng nếu phải làm 7 ngày trong tuần để kiếm sống đó thì ông ở lộn chỗ rồi. Vì sự ban phước của Đức Chúa Trời vượt cao hơn tất cả những gì mà con người chúng ta năng nổ bằng sức lực của mình để đoạt được. Cảm ơn Chúa. Thật là điều quan trọng để chúng ta nhớ, chúng ta trở nên thịnh vượng khi chúng ta yểm trợ công việc mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta biết cho ra, chúng ta được thịnh vượng để giúp đỡ những người cần giúp đỡ xung quanh chúng ta. Và đó là bí quyết thành công trong sự kinh doanh của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tôi giảng điều này để với một cái lòng tin rằng sẽ có những cơ đốc nhân Việt Nam của chúng ta trong phòng thờ phượng này và khắp nơi trên thế giới sẽ bắt đầu kinh doanh theo đường lối của Đức Chúa Trời, theo giao ước của Chúa. Bởi vì mức độ ảnh hưởng của chúng ta nó lớn vô cùng. Và chúng ta có thể được Chúa ngài ban phước để làm nguồn phước ở trong mức độ mà quá sức tưởng tượng của chúng ta. Ngài khen Chúa. Như Chick-fil-A bắt đầu một cách rất là khiêm nhường như ngày hôm nay chúng ta thấy rằng có mặt ở khắp mọi nơi. Những người bạn cùng lứa, những công ty bán thức ăn nhanh, bánh mì kẹp, họ đã cười nhạo khi họ nghe đường lối của ông Truett Cody là anh quyết định sai lầm rồi, ngày Chủ nhật là cái ngày người ta đi ăn nhiều mà giờ đóng cửa là sẽ mất lợi. Ông đang làm 6 ngày đủ rồi, ngày Chủ nhật đi thờ vương Chúa, Đức Chúa Trời ngày sẽ ban phước. Và thật như vậy trỗi cao hơn các công ty khác ở trong ơn của Chúa. Anh chị em yêu dấu của tôi, hãy bước đi trong sự sáng, bước đi trong sự thánh khiết, bước đi trong sự kính sợ Chúa, sống một cách gần gũi để có một sự thân mật tương giao giữa chúng ta với Chúa luôn luôn. Thì chúng ta chắc chắn sẽ được Chúa ngài ban phước cho mọi mặt của đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể kinh doanh và làm lợi những gì Chúa ngài ban phước trên đời sống của chúng ta. Cũng hãy nhớ rằng sự vâng lời là giải pháp duy nhất để vượt qua sự rủa xả của luật pháp. Hãy vâng lời Chúa. Chúa bảo hãy trở lại thì chúng ta sẽ được phục hồi trong ơn của Chúa. Nếu trong những ngày qua anh chị em cảm thấy đời sống kinh doanh của mình, đời sống của mình thấy dường như là thiếu hụt, thấy dường như là lợi tức không được nở ra mà nó cứ teo nhỏ lại, hãy trở lại với Chúa. Bởi Đức Chúa Trời ngài định đời sống của chúng ta được dựng nên để được nhiều hơn.
Sự ban phước của Chúa phải nảy nở ra trong ơn của Ngài. Trở lại với đường lối của Chúa là điều thứ ba mà anh chị em chúng ta xin để ý đến. Đối với các thương gia dân phần 10 là khó khăn lớn nhất của họ. Tại mức độ lợi tức của họ rất cao. Lúc mới bắt đầu công ty, làm được 100 ngàn một năm, dâng cho Chúa 10 ngàn thì dễ. Nhưng rồi công ty của mình được 1 triệu, dâng cho Chúa 100 ngàn khó hơn. Nếu 100 triệu, chúng ta thấy cái số dân mỗi một ngày một gia tăng, và nhiều người đã dừng lại trong một mức độ nào đó và mất ơn của Chúa. Vì nguyên tắc của Chúa không bao giờ sai được. Dân 1/10 là việc chú định. Năm 1991, có một số người cố tình dùng tiền bạc của mình để gây khó cho hội thánh. Tôi nhớ ngày hôm đó, sau khi trình bày một bài giảng tương tự như thế này và kêu gọi hội thánh của Chúa có những cái phiếu hứa nguyện, thì có những người họ chống ra mặt, họ nói rằng chúng ta không bỏ một con số nào cùng một cái phiếu hứa nguyện hết, coi ông làm gì. Vì không có chúng tôi và không có dân hiến thì ông sẽ không có lương và ông sẽ chết. Coi ông nhờ cậy ai? Nhờ cậy Chúa hay nhờ cậy hội thánh? Ngày hôm đó khi gom những phiếu hứa dân thì toàn là phiếu trắng. Tôi trở lại với Chúa cầu nguyện và khóc với Chúa. Nói rằng là Chúa, Chúa hứa là khi con dạy dỗ đường lối của Chúa cho dân sự của Ngài, họ sẽ được phước, họ sẽ vâng lời mà. Nhưng mà tại sao bây giờ một sự chống đối hết sức là lớn lao như thế này? Khi đến với Chúa trong việc này, tôi cảm nhận Chúa dạy tôi điều này. Hãy nói với con cái của ta rằng Đấng toàn năng không bao giờ lệ thuộc vào cái túi lũng của bạn, nhưng cái túi lũng của bạn luôn cần sự chăm đầy của Đức Chúa Trời. Chúng ta tưởng những gì chúng ta có ở trong cái túi lũng của mình, mà nếu chúng ta không dâng hiến thì công việc của Đức Chúa Trời sẽ dừng lại. Ông mục sư sẽ chết đói. Chúng ta lầm. Như tôi nói, Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là Đấng cầm giữ tất cả những sự giàu có trên trần gian này. Bạc và vàng của trần gian này nằm ở trong tay của Chúa. Bao nhiêu bầy chiên bò trên ngàn chục ngàn ngọn đồi nằm ở trong tay của Chúa. Như vậy sự chậm trễ trong việc dâng hiến 1/10 chính là cố tình không vâng lời và làm trọn phần của chúng ta trong giao ước với Chúa. Vì trong giao ước có cái việc chúng ta được dự phần. Bên kia Đức Chúa Trời, Ngài hùng vốn vô trong cái giao ước này rất lớn, Ngài bỏ tất cả vào. Chúng ta thì Chúa Ngài chỉ yêu cầu chúng ta làm công việc, quản lý một cách tốt đẹp. Chúa Ngài ban phước trên tay của chúng ta mạnh sức làm việc, Chúa ban phước trên ruộng đồng của chúng ta thu hoạch được. Cắt ra một phần đầu tiên để riêng ra và gọi là đây là phần thánh cho Chúa. Thì Chúa Ngài sẽ ban phước. Người dân sự của Chúa, như lời của Chúa đã trách họ tại đây, từ thời của tổ phụ của họ, họ đã làm công việc là không vâng giữ theo lời của Chúa dạy. Cho nên cả xứ đều nằm dưới sự rủa sả. Chúa Ngài kêu gọi là hãy trở lại để Chúa Ngài có thể ban phước. Sự vâng lời của chúng ta trong giao ước với Chúa chính là điều đảm bảo một tương lai rực rỡ cho chúng ta. Nó nằm nơi quyết định của chúng ta. Tôi biết có những người họ đã viết tài liệu, họ cũng đã giảng và họ đã tuyên truyền một cái điều nói rằng
Dân phần 10 không có trong Tân Ước. Mấy ông mục sư mà giảng về dân phần 10 cho hội thánh ngày hôm nay là mấy ông ham tiền. Tôi luôn nhớ lời của giáo sư dạy chúng tôi về môn giảng dạy. Một hôm khi lên lớp, ông điểm mặt chúng tôi: các bạn là những người mục sư, những người hầu vị Chúa trong tương lai. Đừng bao giờ cướp dân sự của Chúa, phước hạnh của sự dâng hiến. Phải dạy cho họ biết. Cảm ơn Chúa. Và ngày hôm nay tôi sống đủ và chia sẻ với anh chị em sự hiểu biết về Kinh Thánh, cũng như những điều mà tôi vừa chứng minh cho anh chị em. Đức Chúa Trời không bao giờ sai. Ngài thật ra Ngài không cần tiền của chúng ta đâu. Nhưng mà khi chúng ta lấy của cải của chúng ta mà chúng ta tôn vinh Chúa đó, thì Đức Chúa Trời Ngài có cớ để ban phước cho chúng ta. Khi kẻ cắn phá nó thò tay và muốn cướp của chúng ta, Đức Chúa Trời nói rằng rút tay lại. Vì đứa con này của ta đã lấy của cải của nó, đặt ta đứng hàng đầu, nó đã tôn vinh ta trong của cải này, cho nên của cải của nó thuộc về quyền bảo vệ của ta. Cảm ơn Chúa. Tôi cũng đã gặp gỡ những người cận đại của chúng ta, những người cùng thời với chúng ta ở trong cuộc phục hưng ở tại Indonesia. Có một thương gia, ông làm chứng lại với chúng tôi, một người rất là khiêm nhường. Suốt một tuần lễ khi chúng tôi có mặt tại đó, ông được ban tổ chức cắt đặt để đi theo và phục vụ mà chăm sóc các mục sư. Cho nên trong các buổi nhóm lại sinh hoạt, đến và ông hỏi mục sư có cần uống nước trà hay là uống cà phê gì không, tôi lấy cho. Cái ngày trước khi đại hội bế mạc, người ta dắt đến một cái tháp cầu nguyện. Trong tâm trí khi nghe nói rằng tháp cầu nguyện, Prayer Tower, thì chúng tôi cứ hình dung là một cái chỗ nào đó mà có nhà có cửa đàng hoàng. Mà họ đưa vào một cái tòa nhà cao ốc, đưa lên tầng thứ 37 ở trên đó. Bước vào thì chúng tôi thấy một cái buổi cầu nguyện mà khi họ mở cửa chúng tôi bước vào, sự hiện diện và quyền năng của Chúa mạnh đến độ chúng tôi bật té ra. Mấy mục sư ở Hoa Kỳ này đến lầm cầm bò dưới đất. Quyền năng của Chúa rất là mạnh mẽ tới đó. Bởi vì họ cầu nguyện ngày đêm 24 tiếng đồng hồ trong ngày, 7 ngày trong tuần, nhiều năm như vậy. Thì tôi thắc mắc, tôi hỏi gì chứ, tại sao ai là cái người khôn ngoan đã làm cái quyết định này? Bởi vì xứ Hồi giáo mà, thì họ không cho phép bất cứ một nhà thờ nào làm cái tháp chuông hay là một cái chỗ gì cao hơn cái tháp cầu nguyện của họ. Chúng ta biết có cái mũi nhọn lên đó, họ để loa phóng thanh 3 lần ở trong ngày đọc kinh. Cho nên các thương gia này, những người có những tòa nhà này, họ muốn chiếm cái nơi cao nhất của thành phố. Những nơi cao chúng ta thấy trong Cựu Ước đã nói đến. Họ dâng cái tòa cao nhất, cái tầng cao nhất để hội thánh của Chúa thay ca với nhau. Mỗi hội thánh chịu trách nhiệm 3 tiếng đồng hồ một ca, để họ ngày đêm 24 tiếng đồng hồ trong ngày, 7 ngày trong tuần luôn luôn có sự cầu nguyện. Vậy khi hỏi gì cho ai là cái người có cái sáng kiến này, thì cái ông chấp sự, cái ông thương gia mà đi theo phục vụ chúng tôi, ông nói dạ tôi. Nó làm sao mình có được cái chỗ này, ông nói tại vì tôi là chủ của tòa nhà này. Tòa nhà 37 tầng. Ông mới làm chứng lại. Trước đó 4 năm ông phá sản, nghèo đến độ ông không có tiền để ăn sáng. Trong những giây phút đó ông trở lại học hỏi lời của Chúa và được Chúa Ngài dạy: con trở lại với ta và học kinh doanh theo như sự dạy dỗ của ta. Nhận được, dâng hiến cho công việc nhà Chúa và cho ra một cách rời rộng. Ta sẽ ban phước trên con. Ông trở lại và Chúa Ngài đã phục hồi. Sau 4 năm chẳng những phục hồi lại một cái chi nhánh của ngân hàng, nhưng mà có thêm 400 chi nhánh khác. Trong một buổi họp tôi thấy ông ký một cái check mấy chục triệu Mỹ Kim
để yểm trợ cho đài CBN mua đất và xây cất cơ sở cũng như tất cả những máy móc để có một cái điểm phát thanh từ Indonesia. Cảm ơn Chúa. Ngân hàng của ông cũng đã cho tiền vay không lấy lời cho các hội thánh, cho các chức vụ ở Đông Nam Á để làm ra lợi tức mà yểm trợ cho những nhân sự ở trong hội thánh. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời không bao giờ sai. Tại sao chúng ta phải làm điều này? Vì bí quyết đó là Chúa trước nhất, rồi đến người lân cận, chứ không phải chúng ta. Có nghĩa là chúng ta yểm trợ công việc của Đức Chúa Trời và phục vụ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc những người cần được giúp đỡ, Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước. Bởi vì nền kinh tế cùng với Đức Chúa Trời, Ngài không phí để bỏ vào trong những cuộc đời mà Chúa Ngài đã nói đến trong ẩn dụ người có một ta lân đó. Thay vì làm lợi ra như hai người đầy tớ kia đem ra đào một cái lỗ và chôn nó xuống đất. Nền kinh tế của vương quốc Đức Chúa Trời Ngài muốn luôn luôn được luân chuyển. Nhận, ban cho, Chúa chăm thêm, lại ban cho, Chúa lại chăm thêm, ban cho và nhiều người được phước cùng một lúc. Nếu chúng ta nhận mà chúng ta cất lên, chúng ta giữ riêng cho một mình, Đức Chúa Trời Ngài sẽ rẽ điều đó qua cho người khác. Tại sao giao ước? Có thể có người hỏi tại sao chúng ta phải tùy thuộc và giao ước với Chúa? Câu trả lời là chúng ta cần sự bảo đảm cho tương lai. Khi mà những luật tự nhiên thất bại thì luật siêu nhiên của Chúa sẽ hành động binh vực chúng ta. Khi thời tiết khắc nghiệt khiến cho xứ của hạn hán, thì bởi giao ước của Đức Chúa Trời trên cha mà bây giờ Isaac ông gieo giống vào ở trong những ngày đó thì thu hoạch 100 phần hơn những gì ông gieo ra. Khi những luật của tự nhiên thất bại thì luật siêu nhiên của Chúa có quyền để hành động, vì Chúa Ngài ban phước trên những người ở trong giao ước với Ngài. Châm ngôn chương 3 câu 9 câu 10 bảo: hãy lấy tài vật quê lợi đồng mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va, vậy các vựa lẫm của con sẽ đầy dư và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Đây là lẽ thật của Chúa áp dụng mọi thời đại. Hãy lấy tài vật và quê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va, vậy các vựa lẫm của con, vậy tới đây là cái kết quả đó. Bởi như vậy đó thì các vựa lẫm của con sẽ đầy dư. Thay vì mình cất lên để mình ráng cố gắng giữ riêng cho mình, nhưng mà chính Chúa Ngài sẽ làm công việc đó. Ngài sẽ ban phước, Chúa vựa lẫm sẽ được đầy dư dật và các thùng của con sẽ tràn rượu mới. Hai hình ảnh của rượu và dầu chúng ta thấy ở tại đây nói đến sự ban phước của Chúa. Lúa thóc, lúa mì, sự ban phước của Chúa. Cho nên hãy nhớ rằng chỉ có phần tốt nhất mới xứng đáng với Chúa. Một khi Chúa thấy chúng ta tôn kính Ngài trong đời sống tài chánh của chúng ta, Chúa Ngài sẽ chuyển tài chánh vào tay chúng ta để chúng ta quản lý rời rộng hơn. Trong tuần, hai anh em trong hội thánh của chúng ta đã đến làm chứng lại với tôi một lời làm chứng ngắn. Khi con nghĩ, khi tôi nghĩ đến công việc yểm trợ cho các đệ tớ của Chúa có vé máy bay để đến đây để tham dự đại hội, yểm trợ những nơi nghèo thiếu, để Chúa Trời trong một ngày Ngài có thể ban phước cho bằng lợi tức của chúng ta nửa năm. Ngài có quyền làm công việc đó. Khi nghĩ đến công việc yểm trợ cho công việc nhà Chúa, cho những đại hội sắp đến, muốn dâng hiến cho công việc nhà Chúa, Chúa ban phước, Chúa đưa những người có nhu cầu đến và lập tức có được một cái số tiền, một khoản tiền rất là lớn. Vì tài nguyên của vương quốc Đức Chúa Trời nằm ở trong tay của Chúa rất lớn, anh chị em. Mà mắt của Đức Giê-hô-va đang nhìn khắp thế gian này xem ai có lòng trọn thành với Ngài để Ngài có thể ban phước. Chúa cho để khi mắt của Chúa nhìn xuống, Ngài thấy chúng ta.
Chứ Ngài không lướt qua bởi vì Ngài thấy một ai đó có một cái lòng rộng rãi, sẵn sàng gieo những hạt giống ân tình như chúng ta đã học ở trong tuần rồi, giúp đỡ cho những người nghèo như Truett Carty đã dâng hiến và giúp đỡ yểm trợ học bổng cho các học sinh nghèo, để chăm sóc những người mồ côi, những người quá bùa, mà Đức Chúa Trời Ngài ban phước trên đời sống của ông và họ cứ tiếp tục được phát triển. Một công ty khác mà chúng ta biết đó là Hobby Lobby. Họ có một cái ước mơ là Kinh Thánh sẽ được dịch ra nhiều thứ tiếng hơn, và họ chia cái phần lợi tức của mình cho việc yểm trợ cho việc dịch Kinh Thánh. Và vì vậy mà Đức Chúa Trời cứ ban phước ở trên công ty này một cách hết sức là đặc biệt. Và tôi có thể chứng minh cho anh chị em nhiều nhiều câu chuyện nữa để chúng ta thấy một điều. Thi Thiên 24 câu 1: đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Mà nếu thuộc về tài của Ngài, Ngài có thể sai phái sử dụng nó theo cách của Ngài muốn. Cho nên Chúa Trời Ngài đang tìm những ai bằng lòng nói rằng: Thưa Chúa, con sẽ làm nguồn phước, xin ban phước trên đời sống của con. Nếu Chúa thấy tấm lòng của chúng ta, nhớ là Chúa Ngài nhìn thấy cả tấm lòng của chúng ta, mà Chúa biết rằng chúng ta thành thật, Chúa Ngài sẽ ban phước trên chúng ta. Ông Gióp luôn luôn dâng hiến cho Chúa ở trong Gióp chương 1. Rồi đến chương 29 chúng ta thấy ông lại giúp đỡ những người nghèo khổ, và Chúa Ngài đã ban ơn trên đời sống của ông, phục hồi những gì đã mất gấp đôi. Ông trước khi mất mát là người đã giàu có rồi, bây giờ Chúa cho gấp đôi thì ông giàu vô cùng, phải không chị em? Cảm ơn Chúa. Thì cuối cùng tôi khuyến khích anh chị em là hãy trở lại ngay bây giờ. Sự rủa xả của luật pháp là lý do chính cho những rủa xả mà nhiều cơ đốc nhân đang phải chịu ở trong cái sự kinh doanh của mình. Chúng ta làm mà không có đủ ăn, làm rất cực mà không đủ ăn, có nghĩa là có sự rủa xả rồi đó. Đó không phải là rủa xả của ma quỷ, vì chúng ta có thể nhân danh Chúa Giêsu và chúng ta đuổi quỷ được, nhưng nhờ huyết của Chiên Con chúng ta mới thắng được sự rủa xả của việc luật pháp rủa xả chúng ta. Trở lại với Gióp chương 22 câu 23 đến 25: nếu ông trở lại cùng đấng toàn năng, tất ông sẽ được lập lại. Nếu ông trừ bỏ sự gian ác khỏi trại của mình, ném bủ vật của mình vào bụi đất và quăng vàng Ophir giữa các hòn đá của khe. Bủ vật rải ra, vàng rải ra, nói đến những gì mà Chúa Ngài cho chúng ta trong tay quản lý, đừng giữ riêng cho mình, phổ biến, chia sẻ, ban cho. Thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ cho chúng ta một cái đặc ân, đó là chính Ngài sẽ là bủ vật của chúng ta. Chúa toàn năng, vua của vũ trụ này, lại là bủ vật của chúng ta. Mà có Chúa chúng ta sẽ có tất cả. Xin Chúa dùng những lời này và sứ điệp ngày hôm nay để bẻ gãy một kế hoạch mà tôi tin rằng đến từ ma quỷ. Tôi có đọc một số bài ở trên Facebook, người ta tấn công vào trong cái công việc đó là các mục sư mà dạy về phần 10 vân vân, và họ nói những câu rất nặng. Trong khi đó lời của Chúa nói rằng vì dân sự của Chúa bị rủa xả là bởi vì họ đã không giữ theo lời của Chúa dạy, làm theo những nguyên tắc Chúa Ngài đã định. Mà cả nước bị rủa xả. Cái sự rủa xả này đến là bởi vì cả nước ăn trộm của Chúa. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta mọi người sẽ quay trở lại với Chúa, với những nguyên tắc của Ngài. Nếu anh chị em muốn ở trong tình trạng này, mình cứ phải ráng cố gắng lao tác để đủ ăn,
Để rồi một ngày mình đứng ở trước mặt Chúa và nói rằng con đã chọn như vậy. Mà có thể bị nghe Chúa mắng một câu hỡi đệ tử gian ác kia. Anh em cứ ở trong tình trạng này. Nếu anh chị em có một quyết tâm muốn vùng dậy, muốn tỏa sáng ra, muốn làm nguồn phước, thì hãy quay trở lại với Chúa và đường lối của Ngài. Chúng ta là dân của giao ước của Chúa. Chúa muốn đời sống của chúng ta được phước để chúng ta có thể làm nguồn phước. Những người mà viết bài chống đối về sự dâng hiến đó, tôi có truy tìm thử thì biết rằng hội thánh của họ nhỏ xíu à. Và lại mong đợi cái sự yểm trợ của nước ngoài. Và Đức Chúa Trời của hội thánh nước ngoài và Đức Chúa Trời của chúng ta là một. Tại sao chúng ta phải ngồi và chờ sự ban phước của Đức Chúa Trời cho những hội thánh nước ngoài, cho hội thánh của chúng ta, trong khi đó Chúa mở cho chúng ta chìa khóa để chúng ta có thể bước vào và nhận cung phước hạnh đó cho đời sống của chúng ta. Dù chúng ta ở đâu, ở xứ sở nào, tình trạng thời tiết có ra sao, Đức Chúa Trời vẫn có thể ban phước cho chúng ta được mà. Ma quỷ muốn cướp đi cơ hội để nhiều người được nghe về tin lành của Chúa. Cho nên nó bắt đầu từ một số người có khả năng viết lách hay là giảng dạy. Họ nắm một cái ý rất nhỏ mà họ quên rằng có một việc rất là lớn. Những người nói rằng Tân Ước không dạy chúng ta dâng một phần mười. Đúng. Vì Chúa Giê-xu nói rằng các ngươi phải làm giống như những người Pharisee mà làm trỗi hơn, tức là hơn một phần mười. Sứ đồ Phao-lô thì bảo chúng ta rằng chúng ta cần dâng cả cuộc đời của chúng ta cho Chúa. Như vậy không phải một phần mười nữa mà là 100% thuộc về Chúa. Chúng ta giữ những nguyên tắc này của lời của Chúa dạy chúng ta không phải để chúng ta được cứu, nhưng mà để chúng ta có thể được phước của Chúa. Vì sự cứu rỗi đã làm xong ở trong Đức Chúa Jesus Christ, sự rủa xả đã được Chúa Ngài gánh tay, Ngài đã trả xong rồi. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài tìm những con người sống ở trong giao ước của Chúa, làm kinh doanh theo đúng như nguyên tắc của Ngài, có một cái tương lai, một cái khải tượng là mình sẽ cho ra. Lạy Chúa xin ban phước trên con để con cho ra. Lạy Đức Giê-hô-va xin chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con để thương xót chúng con, để đường lối của Chúa được biết ở giữa các nước và sự cứu rỗi của Ngài được đồn rao giữa muôn dân. Khi chúng ta có thái độ đó, Đức Chúa Trời không khó để ban phước trên chúng ta. Amen anh chị em. Nguyện xin Chúa Ngài dấy lên để có những cơ đốc nhân Việt Nam của chúng ta có đường lối thành công như Chick-fil-A, như Hobby Lobby, để sẽ có những khoản dâng hiến lớn rộng để yểm trợ cho công việc rao giảng tin lành của Chúa. Nhiều hội thánh Việt Nam của chúng ta muốn truyền hình cũng có phương tiện, muốn làm những công việc, những ước mơ của mình cũng có đủ tiền. Nhưng mà không hiểu tại sao, không tìm hiểu tại sao mình không có. Xin Chúa cho đi sứ điệp này để giúp đỡ, để mỗi một chúng ta biết rằng Chúa dựng nên chúng ta, Chúa dựng nên gia đình của chúng ta, Chúa dựng nên hội thánh của Ngài cho những việc lớn hơn. Và Ngài cũng chỉ cho chúng ta những bí quyết để chúng ta có thành công trong đời sống của chúng ta, để chúng ta kinh doanh theo những ý của Chúa. Nhớ khi chúng ta có khải tượng nhận vào, chúng ta cho ra ở đâu và làm gì, Đức Chúa Trời thấy những điều đó và Ngài sẽ ban phước trên chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cho anh chị em hãy trở lại. Tôi biết đây là việc khó. Bắt đầu dâng hiến một phần mười là việc khó. Chúng ta sẽ có cái thái độ giống như ba của tôi trước đây. Không nói rằng con đông, mà giờ dân phần 10 không đủ chi tiêu. Tưởng ra rằng mình không dân, mình lấy cái số phần 10 đó,
thì mình sẽ trang trải, mình sẽ giải quyết được những vấn đề trong đời sống. Nhưng mà càng ngưng dâng hiến cho Chúa thì càng mất mát, càng nghèo hơn. Thì bắt đầu quyết tâm, mặc dù phải lấy đức tin mới làm được, thì Đức Chúa đã bắt đầu ban phước. Cảm ơn Chúa. Và cái phước hạnh đó cứ được lan ra cho đến ngày hôm nay. Chúng tôi được thừa hưởng những điều đó, những phước hạnh đó từ các thế hệ trước. Và tôi cũng khuyên anh chị em muốn để phước lại cho con cái của mình, nếu chúng ta nghĩ như vậy đó, thì đừng làm phước để lại phước cho con cái của mình theo cách của Phật giáo, nhưng mà theo cách của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ ban phước và ban phước trên hậu tự của chúng ta, vì Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời của các thế hệ, là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Jacob. Và Ngài sẽ ban phước trên đời sống của chúng ta trong ơn của Ngài. Tôi kêu gọi anh chị em hãy quyết định ngay bây giờ để thay đổi vị trí của chúng ta và trở về với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta làm điều này, tôi công bố rằng mọi rủa xả của luật pháp ở trên đời sống anh chị em trong việc kinh doanh phải được ngăn chặn mãi mãi trong danh Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Ai muốn được phước của Chúa thì làm nguồn phước. Ai muốn thành công trong kinh doanh của mình theo những điều Chúa dạy, tôi mời cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Là Chúa xin gieo vào trong tấm lòng của chúng con mục tiêu những công việc mà khi Chúa ngài ban phước trên chúng con sẽ đầu tư vào. Chúng con rải của cải của chúng con rải vàng của chúng con lan rộng ra. Cảm ơn Chúa. Anh chị em đã thấy rồi đó, điều Chúa ngài muốn ban phước trên chúng ta. Cho dâu con tin rằng mắt Chúa hai ngài có thể nghe và thấy thấu tất cả những tấm lòng người ta đây. Xin cầu nguyện những quyết tâm kinh doanh theo giao ước, theo lời Chúa dạy sẽ được Chúa ngài hậu thuẫn. Xin mở các cửa sổ của thiên đàng, đổ phước xuống cho anh chị em chúng con đến chỗ, đến độ không có chỗ chứa. Con cầu nguyện cho, con không dám và không tin rằng sẽ có 100%, nhưng là Chúa đa số con cái Chúa thuộc về VBC Houston sẽ chọn dâng hiến cho Chúa trong mức độ, trong tầm mức mà Chúa ngài ban cho. Để rồi Chúa lại đông đầy, Chúa lại ban phước và nâng cấp chúng con lên. Để đời sống của chúng con, gia đình của chúng con, hội thánh của Chúa tiếp tục được phước và làm nguồn phước ở trong ơn của ngài. Chúng con cảm ơn ngài. Xin đi cùng và dẫn dắt chúng con, thêm sức, thêm đức tin cho chúng con những chỗ mà chúng con có thể nghe những lời bàn tán, những điều ngăn trở chúng con. Xin Chúa cho con, chúng con nắm lấy chân lý của Chúa và xin giao ước của Chúa là giao ước bởi huyết của Đức Chúa Giê-xu. Huyết của Chúa sẽ lên tiếng thay cho chúng con. Như máu huyết của Abel vẫn lên tiếng thì xin huyết của Đức Chúa Giê-xu lên tiếng thay cho chúng con và xác nhận. Con cầu nguyện Chúa sử dụng anh chị em của chúng con để làm một lời chứng minh cho dòng họ của mình. Là khi chúng con sống đời sống tin kính Chúa ở trong giao ước của ngài, chúng con kinh doanh theo sự ban phước của ngài, Chúa ngài làm cho anh chị em chúng con trỗi cao trong cả dòng họ của mình. Để mỗi người sẽ là tiếng nói mà tất cả những người khác trong gia tộc của mình phải lắng nghe. Vì sự thành công của Chúa, như Chúa ngài đã ban phước trên Joseph,
Và Potiphar vì sự ban phước ở cùng của Chúa mà gia đình của Potiphar cũng được phước theo. Chúa ban phước để cả dòng họ của chúng con sẽ được phước của Chúa vì những gì Chúa làm xuyên qua đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Ông phó nhân anh chị em chúng con cho ân điển của Chúa, ân điển đã cứu chúng con, cũng ân điển ban cho chúng con sức mạnh quyền năng để chúng con làm theo lời của Chúa dạy. Thì chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa ban phước cho anh chị em, tràn đầy ơn của Chúa, làm nguồn phước cho muôn người trong ơn của Chúa. Chúng tôi sẽ nán lại để cầu nguyện cho những người có nhu cầu của hội thánh. Xin gặp lại ở tại hội trường để chúng ta cùng dùng cơm trưa với nhau ở trong bữa ăn thông công của hội thánh ở trong ngày hôm nay. Amen.